trọng tài đài, trọng tài tính giờ và 5 giám sát trọng tài ở 4 góc đài. Tính ra mỗi trận đấu của giải ngoại vô địch quốc gia có tới 7 đến 8 trọng tài làm nhiệm vụ. Vì thế, giải phải huy động một số lượng lớn nhân sự để đảm bảo sự công bằng. Các môn thể thao đối kháng, vấn đề nhạy cảm về các địa phương vùng miền là cái vấn đề bao giờ cũng được ưu tiên lên hàng đầu. Nếu có địa vận động viên của địa phương này thì là trọng tài của địa phương khác sẽ là người giám sát. Trọng tài đài bao giờ cũng là những người vất vả nhất khi trực tiếp điều hành cuộc đấu của hai võ sĩ. Cũng có nhiều áp lực, như là những cái vận động viên mà các em có trình độ cao thì sự tập trung của mình luôn luôn phải cao độ và phải bám sát các em để làm sao mình có thể can kịp thời để tránh làm sao có những cái chấn thương ngoài ý muốn để cho các em nó có thể phát huy được hết tất cả các kỹ thuật ở trong bộ môn nuôi. Năm giám sát cũng quan trọng không kém vì sẽ là những người quyết định ai thắng ai thua. Thì các tình tiết thi đấu và nhịp độ trận đấu nó rất là nhanh, các vận động viên trao đổi đòn liên tục. Chính vì vậy nên là các trọng tài cũng phải thường phải tập trung rất là nhiều. Từ 3 trọng tài trở lên mà cho vận động viên thắng thì vận động viên sẽ được chiến thắng. Giải vô địch quốc gia cũng là nơi để các trọng tài Việt Nam tập dượt cho SEA Games 31. Vì thế, sự chuẩn bị là vô cùng kỹ lưỡng. Quan sát các trọng tài quốc tế người ta thi bắt các trận đấu. Đồng thời nữa là mình cũng phải trau dồi lại khẩu thủ lệnh đến những từng cái bước di chuyển cho đến thậm chí cả về phải chuẩn bị cả thể lực. Chất lượng của một giải đấu phụ thuộc rất nhiều vào những người cầm cân nảy mực để giúp cho những chiến thắng trở nên trọn vẹn hơn.